bắt đầu người ta nói. Chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với cả chương trình cổ phiếu 360 được phát sóng vào lúc 3 giờ chiều thứ năm hàng tuần. Và tôi là Phạm Việt Duy đến từ Trung tâm Tư vấn Đầu tư. Đồng hành cùng với tôi ngày hôm nay là bạn Nhâm Xuân Trường cũng là từ Trung tâm Tư vấn Đầu tư, và chúng ta sẽ cùng với cả nhau nhìn về cổ phiếu Cao Su Phước Hòa, mã cổ phiếu PHR. Và hôm nay thì sẽ là có 6 cái điểm mà chúng ta cần lưu ý về cái cổ phiếu này. Thì trước khi vào 6 cái điểm mà chúng ta cần lưu ý khi đầu tư vào cổ phiếu PHR thì tôi sẽ xin phép là được giới thiệu qua một ít thông tin về cái cổ phiếu này. Thì đây là một cổ phiếu được thành lập từ năm 1982 với vốn điều lệ là 1.354 tỷ và ngành nghề hoạt động chính chính là về trồng cây cao su, khai thác và chế biến mủ cao su. Và cái giá của cổ phiếu thời gian vừa qua thì đã có một cái sự thay đổi tương đối là đáng kể và nó theo chiều hướng là tăng thêm. Và cái việc thay đổi này nó đến từ cái hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp. Như chúng ta đã thấy thì là hiện tại là cơ cấu doanh thu là chỉ cao su chỉ chiếm khoảng 65% thôi. Và trong đấy thì doanh nghiệp PHR đã có thêm một cái mảng kinh doanh mới, đấy chính là khu công nghiệp. Và khu công nghiệp thì đang ngày càng chiếm nhiều hơn tỷ trọng doanh thu của doanh nghiệp trong thời gian vừa qua và đã tăng lên là khoảng tầm là 18-19% doanh thu trong 9 tháng đầu năm 2021 và sẽ còn tiếp tục tăng trưởng hơn nữa trong thời gian sắp tới. Cái cơ cấu cổ đông của PHR thì chúng ta cần phải có một điểm lưu ý, đấy chính là cái sở hữu nhà nước của doanh nghiệp này hiện tại là lên đến là 67%, và đây cũng có thể là một trong những cái điểm mà chúng ta sẽ phải phân tích thêm khi mà đầu tư vào cổ phiếu PHR. Và bây giờ thì tôi sẽ điểm qua ba cái điểm đầu tiên mà chúng ta cần lưu ý mà nó là điểm tích cực đối với cả cổ phiếu PHR này. Với điểm thứ nhất của tôi, đấy chính là về việc giá cao su thế giới bước vào chu kỳ tăng giá mới trong giai đoạn từ 2021 cho đến 2024. Và luận điểm thứ hai của tôi là đến từ cái việc là vị thế ngành hay là triển vọng tích cực của mảng cao su tự nhiên nhờ vào cái việc là PHR sẽ đưa vào khai thác vườn cao su non. Và cái luận điểm cuối cùng của tôi đấy chính là cái việc là động lực tăng trưởng của PHR trong cái giai đoạn từ 2022 đến 2025 sẽ đến từ bất động sản khu công nghiệp, thì qua đấy sẽ giúp cho lợi nhuận và doanh thu của doanh nghiệp tăng trưởng rất là tốt, cùng với đấy là sẽ là cái tỷ lệ trả cổ tức cao. Đối với cả giá cao su thế giới thì chúng ta nhìn thấy là thời gian vừa rồi giá cao su đã bắt đầu có dấu hiệu phục hồi và tăng tốt hơn trong cái thời gian trước dịch Covid. Và cái động lực tăng trưởng của cái giá cao su này thì nó sẽ đến từ cái việc là cái doanh số bán ô tô tại Mỹ và tại Trung Quốc là được kỳ vọng là sẽ tăng trong thời gian sắp tới. Hiện tại thì doanh số bán ô tô tại Mỹ và Trung Quốc là vẫn đang là thấp so với cả 2020 trong 2021 do diễn biến của tình hình dịch Covid. Tuy nhiên là trong tương lai thì chúng ta đều biết rằng là sẽ có những cái mảng ô tô rất là mới là ô tô thông minh hay là ô tô năng lượng sạch, thì sẽ kỳ vọng rằng là nó sẽ giúp cho cái việc là sử dụng lốp ô tô nhiều hơn, thì qua đấy là sẽ là tăng trưởng tốt hơn cho động lực tăng trưởng giá tốt hơn cho cái giá cao su trên thế giới. Và cái thứ hai mà tôi muốn nói đến đấy là cập nhật cái thông tin tình hình cao su trong thời gian gần đây. Thì chúng ta cũng có thể thấy là một số nước trong tháng 9 năm 2021 thì cũng đã tăng thêm cái sản lượng cao su. Ví dụ như là Việt Nam thì sản lượng cũng tăng thêm khoảng 13%. Và cái nguồn cung cao su tự nhiên toàn cầu thì thực ra là trong 9 tháng 2021 mặc dù là đã tăng thêm về là cái sản lượng cao su, nhưng mà thực ra là vẫn là thiếu. Nguồn cung vẫn là bị thiếu so với cả là khoảng tầm 800.000 tấn. Và dẫn đến là cái giá cao su là trung bình là 6 tháng 2021 là đã tăng là 53%. Và cái giá cao su này thì được Hiệp hội Cao su Tự nhiên ANRPC là sẽ dự đoán là sẽ vẫn tiếp tục là duy trì ở mức cao và có thể là sẽ còn tăng hơn nữa. Và cái việc thiếu hụt cung chính là cái động lực đã giúp cho giá cao su là tăng trưởng trong thời gian vừa rồi. Luận điểm tiếp theo của tôi về PHR đấy là chúng ta có thể nhìn thấy là PHR là một trong những cái doanh nghiệp cao su lớn thứ 3 trong các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam. Hiện tại thì công ty đang sở hữu là khoảng 22.500 diện tích vườn cây cao su tại Việt Nam và Campuchia và sở hữu khoảng 3 nhà máy chế biến với tổng công suất lên 33.000 tấn. Và trong các biểu đồ của tôi ở đây thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy đây chính là cái quy mô khai thác và cái diện tích khai thác vườn cao su của PHR là sẽ vẫn tiếp tục tăng trong tương lai. Và ở slide tiếp theo thì chúng tôi đưa cho quý nhà đầu tư thấy là cái tuổi thọ cây của PHR, thì chúng ta có thể thấy là cái tuổi thọ cây của PHR là có 3 cái vùng là nó vẫn là tương đối là tốt. Và việc dựa vào cái việc là chúng ta nhìn ở đây thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng là cái xu hướng sẽ là chuyển dịch dần cái việc là khai thác cao su là tại Việt Nam là sẽ chuyển sang Campuchia nhiều hơn. Và ở đây thì chúng ta cũng có thể thấy là Việt Nam vẫn sẽ tăng là khoảng là tầm là cái quy mô của cả cái Việt Nam là nó tăng khoảng tầm là 16,7, nhưng mà PHR thì là cái diện tích khai thác cây cao su thì là có là một chút giảm, tại vì do là họ sẽ chuyển sang bên Campuchia.
Và ở Campuchia thì hiện tại là trung bình là kỳ vọng là trong 4 năm tới thì cái diện tích mà khai thác cao su của PHR là sẽ tăng khoảng tầm 8,6% một năm, và năng suất trung bình thì sẽ là khoảng tầm là 1,8 tấn một ha. Nghĩa là đây là một cái mức sản lượng rất là tốt so với trong một cái diện tích khai thác cao su của doanh nghiệp. Và tiếp theo như tôi đã nói thì là cái diện tích khai thác cao su tại Việt Nam thì PHR có xu hướng giảm. Thì tại sao lại giảm? Đấy là bởi vì do doanh nghiệp sẽ có động lực là họ sẽ chuyển cái diện tích khai thác cao su của họ chuyển thành là cái diện tích mà chuyển thành là diện tích khu công nghiệp. Và chúng ta có thể nhìn thấy ở đây, ở trong cái biểu đồ của tôi ở bên tay phải, thì đấy chính là PHR hiện tại là một trong những doanh nghiệp mà có quỹ đất đứng top 3 chỉ sau GVR và BCM thôi. Và trong đấy thì chúng ta cũng biết rằng là GVR chính là công ty mẹ của cổ phiếu Phước Hòa, và cái diện tích mà khu công nghiệp của PHR hiện tại đóng góp và tỷ trọng diện tích khu công nghiệp của PHR thì chưa cao. Tuy nhiên là trong tương lai thì việc chuyển đổi 5.600 ha của khu công nghiệp, thì trong đấy có 4 khu công nghiệp tiềm năng là tương đương là khoảng 2.600 ha, là sẽ là trong vòng 3 năm tới là sẽ được khai thác, thì PHR là một trong những cái trọng điểm mà sẽ tăng thêm cái diện tích khu công nghiệp của GVR trong tương lai. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy là cái mảng khu công nghiệp này thì có một cái diện tích có một cái biên lợi nhuận gộp rất là tốt so với cả những cái mảng truyền thống của công ty là như là cao su hay là gỗ hay là bán gỗ. Thì ví dụ như là cái mảng cao su và mảng gỗ thì cái biên lợi nhuận của PHR sẽ chỉ khoảng từ 13 cho đến 25% thôi, nhưng mà cái biên lợi nhuận của cái mảng bất động sản này thì rất là cao, thấp nhất là 35% và cao nhất là lên đến tận là 78% trong năm 2017. Và qua đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái tiềm năng của PHR rất lớn để giúp cho doanh nghiệp là có thể là có được cái tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận trong tương lai. Và đây của tôi, trong slide của tôi là những cái dự án mà hiện tại PHR đang triển khai cũng như là đang trong quá trình hoàn thiện pháp lý. Thì chúng ta có thể thấy là ba cái dự án đầu tiên là Nam Tân Nguyên 1, Nam Tân Nguyên 2 và dự án Tân Bình thì là có tổng diện tích là lên tổng lại là khoảng 1.000 ha, và diện tích cho thuê hiện tại cái tỷ lệ lấp đầy thì cũng đã tương đối là cao rồi. Ví dụ như là Nam Tân Nguyên 1 thì là 332 ha tổng diện tích đất, nhưng mà diện tích cho thuê là 229 và tỷ lệ lấp đầy là 100%. Và tại sao tỷ lệ lấp đầy của Bình Dương rất là cao thì của PHR rất cao, thì như chúng tôi có chia sẻ trong những cái số trước mà có một số liên quan đến là việc là so sánh khu công nghiệp PHR và khu công nghiệp SSC, thì chúng ta cũng đã biết là PHR có quỹ đất là ở Bình Dương, và Bình Dương thì rất là gần trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và cũng như là cái vị trí đi ra cái cảng biển rất là thuận lợi, thì qua đấy là một trong những cái tụ điểm khu công nghiệp phía Nam của Việt Nam, và cho nên là thành ra là cái đất của Bình Dương rất là phù hợp để làm khu công nghiệp. Và nếu mà chúng ta có thể so thêm với cả một doanh nghiệp cao su khác, ví dụ như là PHR với cả Đồng Phú chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái đất của Đồng Phú là sẽ là cái đất mà nó không hợp để phát triển khu công nghiệp nặng, trong khi là PHR thì sẽ phù hợp hơn. Thì qua đấy cũng lại một lần nữa khẳng định cái vị thế về khu công nghiệp trong tương lai của PHR. Và ngoài ra nữa thì chúng tôi cũng có thêm những cái dự phóng của chúng tôi về cái tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của PHR trong tương lai. Thì chúng ta có thể nhìn thấy là năm 2025 thì cái lợi nhuận ròng của doanh nghiệp là có thể lên đến là 901 tỷ, là cao hơn rất nhiều so với các cái thời điểm 2021 là khoảng 300 tỷ, nghĩa là gấp 3 lần trong vòng 5 năm tới. Và cái động lực tăng trưởng của mảng khu công nghiệp này thì sẽ đến từ hai dự án chính, đấy chính là Nam Tân Nguyên 3 và dự án V-Ship. Và quý nhà đầu tư thì có thể là đọc thêm cái thông tin của những dự án ở trong cái bảng của chúng tôi trong slide. Và qua cái việc là triển vọng khu công nghiệp tươi sáng như vậy, thì chúng ta có thể nhìn thấy là các công ty chứng khoán, thì ở đây chúng tôi có liệt kê là ba công ty là KSB, VN Direct và Bản Việt, thì đều sẽ dự phóng năm 2023 là doanh thu lợi nhuận ròng của toàn tập đoàn rất là tốt là 813 tỷ. Nghĩa là Bản Việt thì dự phóng 2022 PHR sẽ có 813 tỷ lợi nhuận ròng, VN Direct thì dự phóng là hơn 1.000 tỷ. Và ngoài ra thì chúng ta có một cái lưu ý, đấy là lúc nãy tôi còn nói về cái việc là 2025 là lợi nhuận của PHR là khoảng là 900 tỷ, thì ở đấy là 900 tỷ này là chỉ là lợi nhuận của mảng khu công nghiệp thôi. Còn nếu mà chúng ta tính thêm mảng cao su vào nữa thì nó sẽ cao hơn. Và đấy là những cái điểm, ba cái điểm tích cực mà chúng tôi nghĩ là chúng ta mà quý nhà đầu tư cần phải theo dõi, cần phải nhìn thấy khi mà chúng ta đầu tư vào cổ phiếu PHR. Và bây giờ là sẽ là bạn Trường sẽ gửi đến quý nhà đầu tư là những cái điều mà bạn Trường lo ngại khi mà chúng ta đầu tư vào cổ phiếu này. Vâng ạ, mời bạn Trường. Vâng, cảm ơn anh Duy về những chia sẻ về những điểm tích cực mà khi nhà đầu tư dự định đầu tư vào cổ phiếu
BR. Nếu mà qua những chia sẻ của anh Duy thì nhà đầu tư và tôi có thể thấy là cổ phiếu BR có thể là có rất nhiều điểm để tăng giá trong thời gian tới đúng không? Vâng, đúng ạ. Nhưng mà vậy thì bên cạnh những điểm mà tích cực của cổ phiếu BR thì những rủi ro tiềm tàng có thể có đối với lại BR có làm cho cổ phiếu này bất hấp dẫn không? Thì tôi xin điểm qua 3 điểm tiêu cực mà 3 điểm có thể đây là rủi ro tiềm tàng, đây là rủi ro tiềm tàng đối với lại cổ phiếu BR khi nhà đầu tư xem xét cổ phiếu PR trong 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 danh mục theo dõi của mình. Thứ nhất, đấy là rủi ro liên quan đến pháp lý của các dự án khu công nghiệp. Thì ở đây mọi người có thể hình dung đấy là như anh Duy cũng đã có trao đổi đấy là PR có hai mảng chính, một là mảng phát triển rừng cao su và thứ hai là mảng cho thuê lại khu công nghiệp, và ở đây cụ thể ở đây sẽ là chuyển giao đất cho các nhà phát triển khu công nghiệp khác gồm có V-Ship và Nam Tân Uyên để họ sử dụng nguồn đất đấy và cho thuê lại. Thì cái rủi ro đến từ việc pháp lý ở đây đấy là gì? Đấy là mọi người có thể biết đấy là trong năm 2020 và năm 2021 thì ban lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã có một số sai phạm dẫn đến là một loạt các lãnh đạo cao cấp của tỉnh Bình Dương bị truy tố, dẫn đến là nếu mà khi mọi người có thể nhìn thấy đây là trường hợp của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 năm 2020 khi mà một số lãnh đạo bị bắt thì dẫn đến là việc các dự án bị chậm triển khai và bị thanh tra nhiều hơn, dẫn đến là cái tiến độ của nhiều dự án bị delay, bị gián đoạn dẫn so với kế hoạch của mình. Thì đối với lại tỉnh Bình Dương và đối với lại PSR cũng có thể xảy ra trường hợp như thế khi mà mọi người có thể biết đấy là cái đất nó luôn là một cái gì đấy vấn đề rất là phức tạp và rất là có nhiều sai Nhạy phạm ở cảm. trong, đúng, có nhiều nhạy cảm ở ở trong nền kinh tế Việt Nam. Thì với việc là lãnh đạo bị bắt và lãnh đạo mới lên thì người ta sẽ trước tiên người ta sẽ phải là xử lý các vấn đề còn tồn đọng trước đó, và để xử lý vấn đề còn tồn đọng trước đó thì người ta phải cần thời gian, và để mà cấp dự án mới thì chắc chắn là sẽ phải cần thời gian để người ta có thể người ta cấp dự án mới, dẫn đến là có thể là cái kế hoạch của PHR đấy là trong giai đoạn 2020 2022 bổ sung đất cho Nam Tân Uyên hay là V-Ship thì có thể là không giống như được của PHR dự kiến. Cái thứ hai, rủi ro thứ hai đấy là rủi ro về dòng vốn FDI bị ảnh hưởng, có thể dẫn đến là các khu công nghiệp như các đối tác của PSR như V-Ship hay là Lam Tân Uyên bị ảnh hưởng và dẫn đến là chậm thu hút nhà đầu tư hơn, dẫn đến như mọi người có thể biết đấy là ngoài việc nhận tiền đền bù của các chủ đội các đối tác của V-Ship và Lam Tân Uyên thì Phước Hòa còn được chia lợi nhuận từ việc kinh doanh khu công nghiệp với việc là sở hữu 33% của Nam Tân Uyên và 20% trong đối trong việc trong đơn vị phát triển dự án khu công nghiệp V-Ship 3. Với việc là dòng FDI bị ảnh hưởng thì có thể là sẽ dẫn đến là việc triển khai cho thuê chậm hơn, và cái kế hoạch mà ghi nhận lợi nhuận từ các đơn vị liên danh liên kết hay là các hợp đồng hợp tác kinh doanh nó có thể nó bị chậm hơn, và dẫn đến cái kế hoạch lợi nhuận của PHR có thể không được như kỳ vọng của lãnh đạo. Còn đâu về đánh giá, nếu mà mình coi cái mức rủi ro mình nếu mà mình đánh giá cái rủi ro này từ mức yếu, trung bình và mạnh thì cá nhân tôi đánh giá cái rủi ro này nó ở mức trung bình. Mặc dù tại vì sao ở mức trung bình, tại vì mọi người có thể biết đây là cái tỷ lệ tiêm phòng vaccine của Việt Nam khá là cao và Việt Nam đã định hướng là sẽ sống chung với dịch. Tuy nhiên mặc dù vậy thì mặc dù sống chung với dịch nhưng nếu mà số lượng ca nhiễm bệnh tăng lên và số lượng ca nhập viện tăng lên, dẫn đến là số lượng ca tử vong tăng lên thì có thể đâu đấy Việt Nam, chính phủ Việt Nam có thể sẽ phải quay trở lại giãn cách hoặc là dẫn đến là cái sự hấp dẫn của thị trường khu công nghiệp Việt Nam hay là sự ổn định của nền kinh tế Việt Nam ở trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài giảm đi. Cái rủi ro thứ ba mà tôi muốn đề cập đến đấy là cơ cấu sở hữu và điều hành dẫn đến ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Thì như trao đổi ban đầu của anh Duy có nói đấy là cơ cấu sở hữu của PSR đấy là với việc cổ đông lớn là Tập đoàn Cao su Việt Nam, một đơn vị nhà nước, và lợi ích về cái lợi ích đối với lại cổ đông nhà nước có trong cơ cấu sở hữu của doanh nghiệp thì đó là một mối quan hệ với nhà nước, mà đặc biệt là ngành kinh doanh bất động sản thì luôn phải làm việc với nhà nước, thì có thể là cái mối quan hệ với nhà nước này và cổ đông nhà nước này có thể dẫn đến là cái việc triển khai của dự án và việc xin dự án có thể nhanh nhanh hơn với lại, nhưng mà bù lại đấy là cái tác phong làm việc, cái lợi ích của
của lãnh đạo nó sẽ không bằng một doanh nghiệp, nó sẽ không bằng một doanh nghiệp là cổ đông chính, cổ đông lớn cũng chính là ban lãnh đạo luôn. Thì mọi người có thể để ý đấy là việc thay đổi cơ cấu trong ban lãnh đạo của PSR từ giai đoạn 2014 đến 2021 đã có 3 vị chủ tịch lên nắm quyền, trong khi với một công ty thì nhiệm kỳ đâu đấy khoảng tầm 5 năm, nhưng mà trong khoảng 6 năm đã có 3 vị lãnh đạo lên nắm quyền, thì dẫn đến là có thể là cái định hướng của lãnh đạo, định hướng của doanh nghiệp vẫn như thế, nhưng mà cách triển khai của mỗi vị chủ tịch và mỗi vị lãnh đạo khác nhau thì dẫn đến là có thể ảnh hưởng đến cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Mặc nếu mà như quay trở lại đấy là đánh giá cái mức độ ảnh hưởng này của mức độ ảnh hưởng của yếu tố này đến hoạt động kinh doanh của PSR ở mức yếu, trung bình và mạnh, thì mình nghĩ đấy là đánh giá ở mức trung bình, cũng là ở mức trung bình thôi. Vâng. Vâng, cảm ơn bạn Trường. Thì như chúng ta cũng đã nghe bạn Trường trình bày, thì ba cái điểm tiêu cực nhất mà chúng tôi nghĩ là nhà đầu tư cần phải quan tâm khi đầu tư vào PHR, thì thứ nhất đấy chính là cái việc là rủi ro pháp lý, chậm tiến độ. Và như tôi đã trình bày ở trước đấy thì là cái tăng trưởng về cái mảng khu công nghiệp của PHR sẽ đến từ hai cái dự án chính là Nam Tân Nguyên 3 và V-Ship 3. Thì cả hai dự án này đều hiện tại là chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư, và qua đấy thì nó sẽ khiến cho cái việc là nếu khi mà không phê duyệt được chủ trương đầu tư vì vấn nạn là thanh tra ở tỉnh Bình Dương, thì cũng sẽ khiến cho là cái kế hoạch triển khai doanh thu và lợi nhuận của PHR trong tương lai là sẽ bị chậm lại, và qua đấy thì là mất cái cơ hội vàng để mà tăng trưởng tốt về doanh thu và lợi nhuận, cái cơ hội vàng của nền kinh tế. Và cái điểm thứ hai thì như Trường cũng đã trình bày đấy chính là cái ảnh hưởng của dịch bệnh thì có thể là ảnh hưởng tới cái dòng vốn FDI, và chúng tôi có quan điểm rằng đấy là cái việc này nó sẽ không quá là rủi ro đối với cả quý nhà đầu tư, và chúng ta cũng chỉ là xem xét thôi. Thì cái việc là nếu mà có Covid lần thứ 5 đi chăng nữa thì nó cũng sẽ là làm tạm thời chậm lại hay gián đoạn lại cái việc giải ngân của các doanh nghiệp nước ngoài, chứ cũng không hoàn toàn là stop lại hay là dừng hẳn lại được. Và cái rủi ro cuối cùng của bạn Trường thì là nói về việc là trong 3 năm thì có 3 vị chủ tịch là thay khác nhau, thì chúng ta cũng thấy đây là cái vị trí rất là nóng, và khi mà ở ngồi ở trên một vị trí nóng như vậy thì sẽ thì các nhà cầm, những cái nhà mà lãnh đạo thì họ sẽ rất là áp lực, và khả năng cao là cũng sẽ không thể nào đưa ra được những cái bước tiến đột phá để giúp cho doanh nghiệp là có được cái sự chuyển mình hay là tăng trưởng tốt hơn về doanh thu và lợi nhuận. Và tổng kết lại thì chúng tôi thấy rằng là PHR là một cổ phiếu rất là tiềm năng, khi mà đây là một doanh nghiệp mà sẽ được hưởng lợi về cái mảng kinh doanh cao su, và ngoài ra nữa thì cái mảng khu công nghiệp rất là hấp dẫn vì cái quỹ đất của họ rất là lớn, và cũng như là vị trí thì tuyệt vời đẹp. Và tiếp theo nữa là cái bạn lãnh đạo thì là cái điểm trừ mà chúng tôi không thích vì có cơ cấu cổ đông rất là lớn, và cái sự thay đổi liên tục của bạn lãnh đạo cũng khiến cho cái việc là quản lý công ty này nó tương đối là nhạy cảm. Và đối với cả việc đánh giá về định giá của cổ phiếu thì chúng tôi nhìn nhận là cái P/E forward năm 2021 sẽ khoảng 20,4 lần, và 2022 sẽ khoảng là tầm 8 lần, và PHR thì sẽ hy vọng là sẽ ghi nhận được khoảng tầm 898 tỷ thu nhập bồi thường từ việc chuyển đổi đất sang khu công nghiệp V-Ship 3 vào năm 2022, thì qua đấy sẽ giúp cho cái lợi nhuận là tăng trưởng đột biến, và đấy là có thể là cái catalyst chính cho doanh nghiệp trong cái năm 2022 này. Và sau đây thì tôi xin phép là dành ra 5 phút quảng cáo trước khi chúng ta sang với cả phần hỏi đáp ngày hôm nay của chương trình. Thì lịch phát sóng của chương trình đầu tiên mà chúng tôi gửi đến quý nhà đầu tư đấy chính là lịch phát sóng các chương trình của Trung tâm Tư vấn Đầu tư hay của VN Direct, thì có La bàn thị trường là vào lúc là 3 giờ chiều thứ hai hàng tuần. Đây là chương trình mà liên quan đến tiêu điểm vĩ mô và cập nhật tình hình các kênh tài sản, thì qua đấy là giúp cho quý nhà đầu tư hiểu hơn cái tình hình vĩ mô thế giới cũng như là cái diễn biến của chỉ số chứng khoán để chúng ta đưa ra được là cái phân bổ danh mục hay là phân bổ tài sản nó hợp lý. Và chương trình thứ hai của chúng tôi là chương trình tọa đàm đầu tư, là chương trình dành riêng cho khách hàng của VNREX, sẽ là phân tích về một mã cổ phiếu hay là về nhận định thị trường, thì sẽ được phát sóng vào lúc 3 giờ 30 chiều thứ tư hàng tuần. Và ví dụ như tầm 3 giờ chiều thứ tư hàng tuần, và ví dụ như cái chương trình tuần này của chúng tôi chính là chương trình về cổ phiếu thủy sản, và chúng ta cũng đã thấy là cổ phiếu thủy sản có vẻ như là đang có trước một đợt sóng rất là lớn, thì quý nhà đầu tư hãy tham gia làm khách hàng của VN Direct để có thể nhận được cái đường link tham gia những cái chương trình đặc biệt dành riêng cho khách hàng này. Và chương trình thứ ba của chúng tôi là chương trình cổ phiếu 360, sẽ là phân tích một cổ phiếu theo cả hai phương diện tích cực và tiêu cực ngày hôm nay vào lúc 3 giờ chiều thứ năm hàng tuần. Thì cái chương trình này nó sẽ là cái chương trình mà đưa cho quý nhà đầu tư những cái không nhìn khách quan nhất về một cổ phiếu để quý nhà đầu tư qua đấy thì là có thể là đưa ra được cái quyết định đầu tư của mình. Chương trình cuối cùng của chúng tôi là chương trình nhịp đập thị trường,
là chương trình về nhận định thị trường cũng như là phân tích kỹ thuật của các mã cổ phiếu, tìm điểm mua bán. Và quý nhà đầu tư thì hoàn toàn có thể đặt câu hỏi cho các chuyên gia để tìm điểm mua bán theo phân tích kỹ thuật, sẽ được phát sóng vào lúc 14 giờ hàng ngày, 16 giờ hàng ngày. Và ngoài ra thì chúng tôi có những cái cộng đồng trên Facebook và Stockbook liên quan đến cái việc là giao dịch thường xuyên, thì là có là cộng đồng giao dịch chứng khoán, có cộng đồng tích sản và tìm những cổ phiếu cơ hội đầu tư dài hạn, là cộng đồng tích sản và đầu tư thịnh vượng đi well, và có hai cộng đồng khác liên quan đến việc là quản trị tài chính cá nhân, thì là cộng đồng gieo hạt sức khỏe tài chính an tâm đầu tư đi go và cộng đồng bảo an tài chính đi live. Quý nhà đầu tư có thể tham gia những cái cộng đồng này của chúng tôi thông qua cái mã QR code ở trên slide của chương trình. Và bây giờ thì là tôi sẽ xin phép là sang cái câu hỏi ngày hôm nay của quý nhà đầu tư. Thì đầu tiên là có quý nhà đầu tư hỏi rằng là các chuyên gia cho em hỏi lợi nhuận mảng khu công nghiệp của PHR sẽ bùng nổ từ khoảng thời gian nào ạ? Thì cái này chúng tôi cũng có đưa ra ở trong cái slide của phần luận điểm tích cực. Thì chúng ta có thể nhìn thấy là năm 2022 thì PHR sẽ có cái lợi nhuận dòng từ là năm 2022 trở đi là PHR là sẽ bắt đầu có cái lợi nhuận dòng là tăng trưởng rất là tốt rồi, và bùng nổ thì sẽ ngay lập tức thôi. Và cái điểm và cái tăng trưởng của PHR thì sẽ phụ thuộc vào những cái dự án Nam Tân Nguyên 3 hay VCIP 3. Thì là cái dự án Nam Tân Nguyên 3 thì chúng tôi đang dự kiến là sẽ được phê duyệt cho phép khai thác khu công nghiệp vào khoảng quý bộ vào khoảng đầu năm 2022 trở đi. Và cái dự án VCIP 3 thì sẽ là bởi vì do là cái đợt dịch lần thứ tư và một số điều tra quy sai phạm, cho nên là thành ra chúng tôi dự phóng là sẽ phải cuối năm 2022 thì mới có thể là bắt đầu là được phê duyệt, được là có thể là được ghi nhận được. Và đấy là cái điểm bùng nổ của chúng tôi, thì chúng tôi đoán rằng là năm 2022 trở đi thì sẽ là cái năm tích cực cho PHR. Ngoài ra thì có một ngoài ra thì bạn hỏi tiếp là ngoài việc chậm tiền bồi thường từ VCIP 3 có làm sụt giảm việc chậm nhận tiền bồi thường từ VCIP 3 có làm sụt giảm lợi nhuận 2021 không? Nếu đầu tư PHR thời gian nào để tối ưu hiệu quả ạ? Cảm ơn các chuyên gia. Thì câu này thì rõ ràng là nếu mà mọi người nhìn vào đến quý 3, báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 của PHR thì năm ngoái cùng kỳ thì PHR nhận được khoảng 601 tỷ tiền bồi thường từ các đối tác, trong khi năm nay thì con số này khá là ít, khoảng 14 tỷ. Thì dẫn đến là nếu mà rõ ràng nếu mà chậm nhận được tiền bồi thường từ VCIP 3 thì dẫn đến là kết quả kinh doanh của PHR trong năm nay sẽ khá là thấp so với lại kế hoạch năm 20 so với lại thực hiện năm 2020. Và như mình nói thì đấy, quan trọng đấy là cái rủi ro, cái tiến độ, rủi ro pháp lý dẫn đến là chậm tiến độ và miss cái không hoàn thành cái kế hoạch của Phước Hòa đưa ra sẽ là một rủi ro khá đáng chú ý. Tuy nhiên thì mình nghĩ cái kế hoạch này nó sẽ không, tức là đâu đấy mọi người có thể thấy đấy là cái việc mà PHR chuyển đất cho VCIP đã rõ ràng đã có kế hoạch và VCIP đã ứng 150 tỷ cho PHR rồi, và quan trọng là khi nào mình nhận được đó. Thì nếu mà trong trường hợp năm 2021 mà không nhận được thì dẫn đến thì có thể là chuyển sang năm 2022, thì nếu mà có một đợt sụt giảm do việc là thị trường đánh giá là PHR không nhận được tiền đền bù của VCIP thì mình nghĩ đó là cơ hội để nhà đầu tư mua vào PHR. Vâng, vâng, cảm ơn cái sự chia sẻ của bạn Trường về cái câu hỏi của nhà đầu tư về việc là chậm tiền bồi thường của VCIP 3. Thì câu hỏi tiếp theo của một bạn thì bạn hỏi là giá này mua DIG được chưa ạ? Thì Trường có thể trả lời cái câu này cho nhà đầu tư. Vâng, cổ phiếu bất động sản khá là thu hút nhà đầu tư trong thời gian hiện tại. Thì mình nếu mà đứng ở trên góc độ thị trường thì mọi người có thể thấy đấy là cổ phiếu DIG đã tăng khá là mạnh trong từ đầu năm đến giờ. Và đâu đấy nếu mà đứng ở trên góc độ là đầu cơ thì một cổ phiếu tăng mạnh thì cần thời gian điều chỉnh. Mình nghĩ thời điểm hiện tại mặc dù là có thể là DIG hấp dẫn về mặt cơ bản ở thời điểm nào đó ở góc độ cơ bản, nhưng thời điểm hiện tại mình nghĩ là không phải là thời điểm hấp dẫn để mua thêm DIG. Đứng trên góc độ cơ bản thì mọi người có thể thấy đấy là DIG sở hữu quỹ đất khá là lớn ở nhiều thành phố và chủ yếu là ở thành phố cấp 2, tức là ví dụ như là Vũng Tàu hay là Đồng Nai hay là Vĩnh Phúc. Nhưng mà vấn đề là mọi người có thể thấy đấy là tại sao cái đợt tăng của DIG có thể khá nóng, có thể giải thích đấy là cái việc chính phủ bơm tiền dự tính, bộ kế hoạch đầu tư đang xây dựng kế hoạch bơm khoảng gói hỗ trợ khoảng 500 đến 800 tỷ, đấy là theo kế hoạch,
cho thì dẫn đến là nếu mà dòng tiền vào nền kinh tế thì đâu đấy mọi người sẽ kỳ vọng là cổ phiếu bất động sản sẽ tăng. Cái thứ hai là mọi người có thể để ý đấy là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gần đây liên tục điều chỉnh giá đất, ủy ban thì dẫn đến là các doanh nghiệp sở hữu quỹ đất đã phát triển từ trước đó như DG hay là HDC sẽ tăng khá là mạnh. Và quay trở lại ban đầu mình nói đấy là đợt tăng mạnh thì sẽ phải cần có điều chỉnh để mà cổ phiếu tăng trưởng bền vững hơn, và mình nghĩ thời điểm này sẽ không phải là thời điểm hấp dẫn để mình có thể mua DG. Vâng, cảm ơn cái sự chia sẻ của bạn Trường. Thì chúng ta tóm gọn lại thì có thể thấy là cổ phiếu bất động sản nó sẽ có ba cái chu kỳ để ba cái điểm để mà tăng giá. Điểm thứ nhất nó sẽ liên quan đến cái việc là khi mà doanh nghiệp bắt đầu có một dự án mới và pháp lý đã xong xuôi và tiến hành giải phóng mặt bằng. Điểm thứ hai đấy là khi mà họ tiến hành mở bán, và điểm cuối cùng đấy là cái điểm mà họ ghi nhận cái lợi nhuận của cái dự án bất động sản của họ. Thì đối với cả cổ phiếu DIG này, chúng ta có thể thấy là cái giá của cổ phiếu là đang được phản ánh cái kỳ vọng của cái nhóm, của cái mảng bất động sản mà cái quỹ đất đến từ Vũng Tàu của họ trong tương lai là rất là rộng lớn. Và cái mảng này thì chúng ta đều biết là hiện tại là chưa giải phóng mặt bằng xong, cũng như là chưa hoàn toàn là xong về vấn đề thủ tục pháp lý, và cho nên là thành ra cái việc tiến hành mở bán cũng rất là lâu. Thì thành ra đúng là cổ phiếu DIG thì có cái quỹ đất rất là lớn và rất là hấp dẫn, nhưng mà để mà có thể là ngay lập tức là nó phản ánh ngay cái giá trị của cổ phiếu là lên đến hơn 100.000 một cổ phiếu chẳng hạn, thì khả năng cao là sẽ cần thêm thời gian để mà tiến hành các bước nó lần lượt và tuần tự. Vâng. Và câu hỏi tiếp theo của một bạn khác đấy là về cổ phiếu CTD. Thì đối với cổ phiếu CTD này thì là một trong những cái doanh nghiệp mà trong hoạt động lĩnh vực xây lắp là hàng đầu của Việt Nam trong thời xưa, là doanh nghiệp của ông chủ tịch tên là Dương, và ông này thì hiện tại là có cái mâu thuẫn với cả bên cổ đông chiến lược, và qua đấy thì là đã tiến hành thoái vốn. Thì việc ông Dương thoái vốn ra cũng là một trong những cái mất mát về cái việc là cái tiềm năng của CTD trong tương lai, cũng khiến và đồng thời là cũng khiến cho CTD là phải trích lập một số cái khoản phải thu mà nó có khả năng là khó đòi. Và cái này thì là nó đã phản ánh một phần nào đấy vào cái báo cáo kinh doanh của doanh nghiệp trong 2021 là phải trích lập nhiều hơn, và qua đấy thì là cái lợi nhuận của CTD trong 2021 thì tương đối là thấp. Và hiện chúng tôi cũng có update thêm với cả doanh nghiệp về cái tiến độ là ghi nhận về cái hợp đồng cho năm 2022. Ở cái thời điểm là đầu năm 2021 thì cái hợp đồng cho hai ký mới của 2020 thì vẫn chưa quá là tốt, và cái ký bạn quý 3 và cái kỳ mới của 2021 thì cũng sẽ có thể là một phần nào đấy giúp đảm bảo tăng trưởng cho 2022. Thì qua đây thì chúng ta có thể thấy là hiện tại ví dụ trên sàn có một cổ phiếu khác về xây lắp đấy là HBC, thì hiện tại là Hòa Bình trước giờ thì là một doanh nghiệp mà chúng ta nhìn nhận là có cái vị thế hình ảnh về lợi thế thương hiệu là thấp hơn so với cả CTD, và trong cái chu kỳ tăng giá trước thì cổ phiếu CTD là một cổ phiếu được đánh giá cao hơn so với Hòa Bình. Và hiện tại thì Hòa Bình đang có cái định giá là giá trên giá trị sổ sách là khoảng hơn 1,2 1,3 lần, trong khi CTD là vẫn là dưới 1. Thì qua đấy là chúng ta có thể nhìn thấy là có một cái sự chênh giá giữa cổ phiếu CTD và Hòa Bình này. Và trong khi đấy thì năm sau thì cái dự án ký mới của CTD thì vẫn được đảm bảo. Thì qua đây thì tôi nghĩ rằng là cổ phiếu CTD cũng là một cổ phiếu tương đối là tiềm năng để quý nhà đầu tư có thể là quan tâm và theo dõi. Thì không biết là Trường có muốn bổ sung không, và không thì chúng ta sẽ sang với cổ phiếu tiếp theo. Và anh chia sẻ của anh Duy đã cũng khá là đầy đủ rồi nên là Và câu hỏi tiếp theo của nhà đầu tư đấy là về cổ phiếu PC1, thì không biết là bạn Trường có muốn chia sẻ về cái này. về cổ phiếu PC1 này thì mọi người có thể biết đấy là ngày trước PC1 sẽ tập trung hoạt động chủ yếu ở trong lĩnh vực thiết kế xây lắp, tức là làm tổng thầu đối với lại các dự án điện. Tuy nhiên giai đoạn có thể là bước chuyển mình của PC1 đấy là khi mà chuyển sang không những là làm xây lắp thiết kế mà làm chủ đầu tư các dự án liên quan đến thủy điện và điện mặt trời và điện cộng thêm điện gió nữa. Thì mình nghĩ cái điểm chuyển mình của PC1 từ một đơn vị là tư vấn đơn thuần sang một đơn vị là chủ đầu tư, tức là đâu đấy cái khâu giá trị của PC1 sẽ đi chọn từ việc là tư vấn thiết kế và vận hành dự án luôn. Thì với việc chuyển mình như thế, mình nghĩ PC1 là một cơ hội khá là thú vị. Cái lý thứ hai là đứng ở trên góc độ dài hạn thì mọi người có thể thấy đấy là việc mà cả thế giới hay là Việt Nam cam kết môi trường sạch hơn, môi trường xanh hơn và giảm cả khí thải, giảm phát thải để giảm hiệu ứng ô nhiễm nhà kính tới năm 2030 hay 2050, thì dẫn đến là các doanh nghiệp sản xuất phát điện năng lượng sạch như PC One có thể là được lợi trong thời gian trong dài hạn.
Tuy nhiên mình nghĩ là đứng ở trên góc độ dài hạn thì mình đâu đấy thời điểm mua tốt nhất là thời điểm mà doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi một thông tin hay là bởi một chu kỳ kinh doanh đi xuống, nên là thời điểm này mình nghĩ là nên theo dõi thêm đối với nền PC1. Vâng ạ. À, một câu hỏi tiếp theo là tư vấn vùng giá hợp lý để mua cổ phiếu PHR thì không biết là trường có chia sẻ gì không ạ? Vùng giá hợp lý để mua PHR thì ở đây mình cảm ơn chị Trần Trang vì câu hỏi này. Đấy là mình chưa không rõ là chị đang kỳ vọng là sẽ mua cho mục đích ngắn hạn hay là về mục đích dài hạn. Đối với mục đích dài hạn thì như mình anh Duy và mình có trao đổi đấy là triển vọng cho PHR trong dài hạn khá là tích cực, và thời điểm này mình nghĩ là cổ phiếu vẫn đang được định giá ở mức giá hấp dẫn, nên là đối với lại mục tiêu mua dài hạn thì thời điểm này có thể là cân nhắc mua vào. Còn đối với lại mua ngắn hạn thì câu hỏi này sẽ liên quan đến nhịp đập thị trường, và VN Direct cũng có một chương trình tương tự về giải đáp các thắc mắc liên quan đến mua nắm giữ trong ngắn hạn. Thì sau đây thì mình sẽ gửi chị Trần Trang cái link đường dẫn, và cái chương trình này sẽ bắt đầu từ lúc 4 giờ đến lúc 5 giờ hàng ngày. Thì trong chương trình đó thì các chuyên gia của VN Direct sẽ trả lời chị Trang đối với lại các điểm mua và điểm nắm giữ ngắn hạn, thì chị Trang có thể theo dõi tiếp theo. Dạ vâng, cảm ơn cái sự chia sẻ rất là nhiệt tình và cái câu trả lời của trường. Thì hy vọng là chị Trang sẽ tham gia với chúng tôi ở cái chương trình tiếp theo về phân tích kỹ thuật. Và bây giờ thì tôi sẽ xin phép là, bởi vì do thời lượng của chương trình có hạn và cũng đã sắp đến cái lúc mà phải kết thúc, nên tôi sẽ xin phép là trả lời thêm hai câu hỏi nữa trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay. Thì có một câu đấy là đây có phải là đỉnh của bất động sản không hả chuyên gia? Thì không biết là cái câu này thì trường có thể chia sẻ cho quý nhà đầu tư. Thì như mình nói đấy là đỉnh của bất động sản, ở đây mình đang hiểu có hai cái, đấy là đỉnh của cổ phiếu hay là đỉnh của doanh nghiệp bất động sản. Thì trước tiên là nói về đỉnh của cổ phiếu thì như mọi người đã biết thấy là cổ phiếu bất động sản đã có đà tăng khá là mạnh trong thời gian 1 tháng 2 tháng trở lại đây, nên là đứng ở trên góc độ ngắn hạn thì mình nghĩ khi là một cổ phiếu đã tăng quá nóng rồi thì nó cần điều chỉnh, và mình nghĩ đây là thời điểm là đỉnh ngắn hạn của cổ phiếu bất động sản. Còn thứ hai là về đỉnh của doanh nghiệp, thì hiện tại thì mọi người có thể thấy đấy là cái thị trường bất động sản của Việt Nam mình nghĩ đang ở một cái khởi đầu của một chu kỳ mới, với việc là kinh tế bắt đầu đi lên. Cái thứ hai đấy là đầu tư hạ tầng, đầu tư công được rất là chú ý trong thời gian 5 năm tới, đến từ giai đoạn 2021 đến 2025, thì dẫn đến là cái làn sóng bất động sản ngoại ô nó sẽ là một cái làn sóng mới để thúc đẩy thị trường bất động sản đi lên. Thì mình nghĩ đấy là cái thứ nhất là đối với lại cổ phiếu bất động sản thì mình nghĩ đây là đỉnh ngắn hạn. Cái thứ hai là đối với lại doanh nghiệp bất động sản thì mình nghĩ đây là bắt đầu một chu kỳ mới, và cái lời khuyên cho nhà đầu tư đấy là mình nên lựa chọn cổ phiếu, mình lựa chọn doanh nghiệp để mình đầu tư hơn là mình lựa chọn cái thời điểm để đoán xem là thị trường nó đang ở đâu. Vâng ạ. Và bây giờ thì tôi sẽ xin phép là trả lời một câu hỏi cuối cùng của nhà đầu tư. Đấy là một câu hỏi về cổ phiếu WSS, là một cổ phiếu về công ty chứng khoán Phú Quân. Thì đối với cả cổ phiếu công ty chứng khoán này thì chúng ta cũng đã thấy là đợt vừa rồi là cũng có cái làn sóng về các công ty chứng khoán, về giá của cổ phiếu các công ty chứng khoán là cũng có cái chuyển biến tích cực. Và cái việc là đầu tư vào công ty chứng khoán thì chúng ta sẽ chia làm hai cái cách để đầu tư. Đối với cách đầu tiên thì đấy chính là cái việc là chúng ta đầu tư vào những cái doanh nghiệp mà có triển vọng rất là tốt, mà tôi cũng đã chia sẻ ở trong những số trước, đấy là về việc là cái kết quả kinh doanh của họ là sẽ cải thiện trong tương lai. Thì chúng ta đều biết là kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp chứng khoán nó sẽ phụ thuộc vào ba cái mảng chính. Mảng thứ nhất là liên quan đến cái môi giới và cho vay margin, mảng thứ hai liên quan đến lĩnh vực tự doanh, và mảng cuối cùng là liên quan đến cái lĩnh vực là về cái đầu tư nguồn, hay là về lĩnh vực IB hay là phát hành trái phiếu. Thì nếu mà chúng ta đầu tư theo cái cách là nhìn nhận cái kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp chứng khoán nó sẽ tốt dần lên nhờ cái thị phần hay là cái khối lượng giao dịch trên sàn tăng lên, và cái nhà đầu tư là tham gia vào thị trường chứng khoán đông hơn cũng như là đầu tư nhiều hơn vào trái phiếu, thì chúng ta nên chọn những cái doanh nghiệp tốt đầu thay vì là chọn những cái doanh nghiệp mà không có nhiều cái thương hiệu, lợi thế thương hiệu. Và đấy là cái cách đầu tư thứ nhất. Cách đầu tư thứ hai đấy chính là chúng ta đầu tư lướt sóng về những cái cổ phiếu mà cái đầu cơ về cái kết quả kinh doanh những quý tới của các doanh nghiệp chứng khoán. Thì cái việc này chúng ta sẽ phải nhìn vào cái báo cáo tài chính của doanh nghiệp, và ở trong cái mục gọi là mục những cái khoản đầu tư tài chính mà các doanh nghiệp đang nắm giữ, để qua đấy chúng ta nhìn xem là có những cái cổ phiếu nào mà cái công ty chứng khoán đấy đang nắm giữ mà đang có đà tăng giá tốt hay không. Thì cái việc này nó cũng
chúng ta cũng có thể thấy là cái cách đầu tư này thì đợt vừa rồi cũng có những cái cơ hội đầu tư về đầu cơ, là ví dụ như là về cổ phiếu APS, thì là APS là nắm giữ những cái công ty mà đã tăng, những công ty bất động sản mà đã tăng rất là nhiều lần, qua đấy thì là cũng khiến cho giá cổ phiếu tăng vọt. Và tôi nhìn vào cái cổ phiếu WSS này thì tôi đọc trong cái báo cáo tài chính, trong cái mục là những cái khoản đầu tư tài chính, thì tôi thấy là cái đầu tư tài chính của doanh nghiệp khá là thấp, trong khi doanh nghiệp thì như tôi đã chia sẻ là không phải là doanh nghiệp hàng đầu về công ty chứng khoán, thì cũng rất là khó để có thể là có được cái lợi thế về cái việc là đầu tư, về cái việc là đầu tư, về cái việc là tăng trưởng về cái lợi nhuận trong tương lai. Và các khoản đầu tư tài chính của doanh nghiệp thấp ở đây thì bởi vì là tôi nhìn thấy là trong này thì có đến tận là 1.200 tỷ là nắm giữ đến ngày đáo hạn, tức là cầm trái phiếu hay là chứng chỉ tiền gửi đấy ạ. Và có khoảng 836 tỷ là cho vay margin, trong khi là những cái khoản đầu tư tài chính FVTPL là những cái khoản mà có thể là đầu tư cổ phiếu thì doanh nghiệp là không công bố, cho nên là thành ra là chúng ta rất là khó để có thể đưa ra được cái nhận định rằng là cái doanh nghiệp này có tốt hay không. Vâng ạ, và đấy là những cái câu trả lời của tôi về ngày hôm nay về về các cổ phiếu. Và sau đây thì là rất là cảm ơn quý nhà đầu tư đã tham gia chương trình và cũng như là đã đặt câu hỏi cho chúng tôi, và xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào 3 giờ chiều thứ năm hàng tuần. Xin chào và hẹn gặp lại quý nhà đầu tư trong chương trình tuần sau của VN-Direct. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VN-Direct và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.